Nam em chữa bệnh ở bệnh viện đắt đỏ không hết, biết ơn được người này cứu chữa thời gian qua, nam em không còn những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Thay vào đó, người đẹp chọn cuộc sống bình yên cùng bạn trai tại Đà Lạt. Mới đây, nam em chia sẻ quá trình chữa bệnh thu hút sự quan tâm của mọi người. Mới đây, vào ngày 24/7, nam em gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chiếc giường bệnh kèm theo dòng trạng thái, một chiếc giường bệnh nghèo nhưng đến từ vị thầy thuốc đông y, tôi đã từng nằm trên những chiếc giường mắc tê yên nhất, nhưng bệnh của tôi lại được vị thầy thuốc giỏi nhưng nghèo. Xin biết ơn vũ trụ đã giúp con tìm được người chữa trị đúng cách. Theo đó, nam em từng điều trị bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu ở nhiều bệnh viện đắt đỏ nhưng bất thành. Điều này khiến cho Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long không khỏi lo lắng, mệt mỏi. Cho đến mới đây, nam em đã tìm được một vị thầy bên đông y với khả năng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Dù nơi đây chỉ là một phòng khám nhỏ, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng nam em cảm thấy hài lòng. Bởi bản thân cô hiểu rằng, căn bệnh của mình không phải ai cũng chữa trị được đúng cách. Thời gian trước đây, nam em thường xuyên chia sẻ về bệnh tình của mình. Và không khó để nhận ra, nam em là người có sức khỏe kém. Ngày ngày phải lên Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy mời, cô cũng bất ngờ nhập viện và có bằng chứng nhập viện vì bệnh. Theo quản lý và chính nam em chia sẻ, cô mắc 3 căn loại bệnh chính gồm: rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực. Các căn bệnh này đều gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của nam em. Cô luôn cảm thấy lo lắng quá mức, bồn chồn, mất ngủ, hoảng sợ tột độ, tâm trạng thất thường, dễ sinh trầm cảm. Nam em cũng khẳng định bản thân mắc chứng rối loạn lo âu từ nhỏ và gặp khó khăn trong việc ngủ. Nam em phát hiện bản thân mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu từ năm 2016. Đó là khoảng thời gian cô chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu trái đất Miss Earth 2016. Cô thường xuyên mất ngủ, sụt cân và kèm theo hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực. Đến 2020, nam em nhập viện vì rối loạn lo âu và rối loạn lưỡng cực. Sau đó, cô đã tích cực điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý. Thậm chí, cô còn thừa nhận rằng bản thân rất sợ một mình. Khi nam em phải đối diện với một số vấn đề ngoài mong đợi, người đẹp sẽ trở nên nóng tính, đau đầu, rồi tự đi cấp cứu. Những lúc ở một mình, nam em thường xuyên bị hoảng loạn nên cô thích tự vô bệnh viện ngủ. Cảm giác được nhiều người hỏi thăm giúp Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long, cảm thấy an tâm hơn. Ngoài ra, trong quá khứ, nam em từng hé lộ bản thân nhiều lần muốn làm điều dại dột. Theo một số chuyên gia, việc dành nhiều thời gian cho livestream sẽ dẫn đến các tác hại xấu như bị cô lập, xa rời với thế giới thực, mỏi mắt, đau đầu và khiến tinh thần trở nên tiêu cực. Minh chứng thấy rõ, nam em đã bị hủy bỏ show diễn vì một số ồn ào nhắc đến người khác trong showbiz khiến mối quan hệ của cô bị giờ ạn en ức. Ngoài ra, mỹ nhân quê Tây Yển Giang còn phải nhập viện do khó thở do dị ứng với thuốc giảm đau. Nam em được biết với vai trò hoa hậu, người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ. Cô nổi danh sau khi đăng quang Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2015 và là người đại diện Việt Nam lọt vào top 8 tại Miss Earth 2016. Sau đó, nam em tích cực hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên và ca sĩ. Tuy nhiên, suốt những năm qua, sự nghiệp của cô thường xuyên vướng phải những ồn ào và thị phi. Tháng 11 năm 2023, nam em bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với doanh nhân Bùi Hữu Cường. Ngay sau khi công bố, chuyện tình yêu của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề đặc biệt được công chúng quan tâm. Nam em từng chia sẻ, cô và nửa kia quen biết trong một lần vô tình đi mua sắm ở cửa hàng của bạn trai. Nam em trúng tiếng sét ái tình và quyết theo đuổi người yêu đến cùng. Sau khi hẹn hò, nam em để bạn trai trở thành người quản lý và đại diện truyền thông. Hiện tại, nam em Bùi Hữu Cường đang có cuộc sống bình yên tại thành phố Đà Lạt. Nàng hậu còn không quá mặn mà với showbiz, thay vào đó dần chấp nhận cuộc sống bình dị với bạn trai ở quê.